Xin chào quý vị và các bạn, chúc một ngày tốt lành. Mời quý vị theo dõi tin tức mạng Pi và những tin chính sau. Cách mạng kinh tế toàn cầu, vai trò quan trọng của Pinwork trong thời kỳ khủng hoảng. Pinwork hướng tới hội nghị thượng đỉnh tự do tài chính. Thưa quý vị, khi chúng ta bước vào năm 2024, thế giới đang phải đối mặt với những thách thức đáng kể dưới hình thức biến động kinh tế toàn cầu hàng nghìn tỷ đô la đang bị mất hàng triệu người mất việc làm và các doanh nghiệp đang phá sản giữa sự không chắc chắn này pinit work nổi lên như một vị cứu tinh tiềm năng đầy hứa hẹn những thách thức trong nền kinh tế toàn cầu không thể bỏ qua những thay đổi mạnh mẽ trong nền kinh tế toàn cầu nguyên nhân rất đa dạng từ khủng hoảng sức khỏe đến bất ổn chính trị tuy nhiên có một điều chắc chắn tác động được cảm nhận trên toàn thế giới. Để đối mặt với điều này, các giải pháp đổi mới và có tư duy tiến bộ trở nên quan trọng. Vai trò quan trọng của mạng Pi. Pi Network không chỉ là một loại tiền điện tử khác với tầm nhìn đầy tham vọng trở thành một loại tiền tệ toàn cầu đáng tin cậy. Pi Network cung cấp một giải pháp mang tính cách mạng để giải quyết những thách thức hiện tại trong nền kinh tế toàn cầu. Về vấn đề này, vai trò của quốc không chỉ giới hạn ở chức năng của nó như một loại tiền kỹ thuật số, mà còn là chất xúc tác cho sự thay đổi kinh tế toàn cầu lớn hơn. Một giải pháp cho cuộc khủng hoảng Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đang diễn ra, quốc đưa ra một giải pháp rất cần thiết, giới thiệu một loại tiền kỹ thuật số phi tập trung và đáng tin cậy bằng cách loại bỏ sự phụ thuộc vào các hệ thống tài chính thông thường dễ bị thao túng và bất ổn. Pi có khả năng thay đổi mô hình kinh tế toàn cầu theo hướng toàn diện và bền vững hơn. Vai trò đổi mới của mạng Pi trong việc cứu nền kinh tế toàn cầu. Trong bối cảnh này, điều quan trọng là phải nêu rõ cách Pi Network có thể góp phần cụ thể vào việc cứu nền kinh tế toàn cầu. Thứ nhất, Pinguốc cung cấp quyền truy cập tài chính cho hàng triệu người trước đây bị gạt ra ngoài lề hệ thống tài chính truyền thống. Với công nghệ dễ tiếp cận, bất kỳ ai có điện thoại thông minh đều có thể bắt đầu sử dụng Pinguốc và tham gia vào nền kinh tế kỹ thuật số. Thứ hai, Pinguốc mang lại sự ổn định trong nền kinh tế đang bị dung chuyển. So với các loại tiền tệ thông thường dễ bị lạm phát và thao túng chính sách tiền tệ Pi là một lựa chọn thay thế ổn định và an toàn hơn. Sử dụng công nghệ blockchain, mọi giao dịch trong mạng Pi đều được ghi lại minh bạch và không thể bị thao túng, khiến nó trở thành một lựa chọn hấp dẫn trong thời điểm kinh tế bất ổn. Những thách thức và cơ hội trong tương lai. Tất nhiên, thay đổi sẽ không xảy ra nếu không có thách thức. Pi Network vẫn phải đối mặt với nhiều trở ngại khác nhau, bao gồm cả sự phản kháng từ các hệ thống tài chính truyền thống và sự không chắc chắn về quy định. Tuy nhiên, với sự nghiêm túc và cam kết của cộng đồng, Pi có cơ hội lớn để trở thành người thay đổi cuộc chơi trong bối cảnh kinh tế toàn cầu. Một tương lai tươi sáng với Pinningburg trong tình hình khủng hoảng toàn cầu hiện nay, vai trò của Pinningburg như một giải pháp tiềm năng ngày càng trở nên quan trọng. Với tầm nhìn rõ ràng và cam kết tiếp tục đổi mới. Quốc hứa hẹn một tương lai tươi sáng hơn cho nền kinh tế toàn cầu bằng cách duy trì tinh thần tiên phong chúng ta có thể cùng nhau tạo ra một thế giới công bằng và bền vững hơn cho các thế hệ tương lai đổi mới tiên tiến và triển vọng tương lai tất nhiên việc đạt được số lượng 900 từ này chỉ là khởi đầu cho một cuộc thảo luận rộng hơn về vai trò và tiềm năng của Peter Quốc trong việc chuyển đổi nền kinh tế toàn cầu trong các bước tiếp theo, Pinewood có thể tiếp tục đổi mới và cộng tác với nhiều bên khác nhau để giải quyết các thách thức và tạo ra những cơ hội mới khi đối mặt với một tương lai không chắc chắn. Pinewood hướng tới hội nghị thượng đỉnh tự do tài chính. Pinewood đang hướng dẫn chúng ta đến đỉnh cao của tự do tài chính, trao quyền cho các cá nhân đạt đến tầm cao mới trong hành trình tài chính của họ cùng nhau hướng tới sự thịnh vượng và độc lập lớn hơn. Giữa những thay đổi đang diễn ra trong thế giới tài chính, Pi Network nổi lên như một nền tảng cho phép chúng ta kiếm thêm thu nhập một cách dễ dàng và không có rủi ro. Bằng cách sử dụng công nghệ blockchain tiên tiến, Pi mang đến cơ hội cho mọi người trở thành một phần của mạng lưới đang thay đổi mô hình trong thế giới tài chính. Bằng cách đăng ký và tích cực tham gia mạng Pi, các cá nhân có thể kiếm Pi Loại tiền kỹ thuật số của riêng họ chỉ bằng cách sử dụng điện thoại thông minh của họ. Điều này cho phép tiếp cận một hệ thống tài chính toàn diện và phi tập trung, nơi mọi người đều có cơ hội bình đẳng để đạt được thành công về tài chính. Peniwork không chỉ mang lại lợi ích tài chính mà còn là xây dựng một cộng đồng vững chắc và hỗ trợ. Bằng cách tham gia Peniwork, chúng ta không chỉ có cơ hội cải thiện tình trạng tài chính của mình mà còn trở thành một phần của phong trào toàn cầu hướng tới tự do và độc lập tài chính. Hãy cùng nhau khám phá những cơ hội do Piniwork mang lại và cùng nhau chúng ta có thể đạt đến đỉnh cao tự do tài chính mà chúng ta mơ ước. Làm quen với mạng Pi tốt hơn Piniwork là một dự án tiền điện tử nhằm cung cấp quyền truy cập cho mọi người để tham gia vào thế giới tiền điện tử, được tạo ra bởi đội ngũ kỹ sư, nhà khoa học dữ liệu và doanh nhân giàu kinh nghiệm. Pinwork đang mang đến cơ hội thú vị cho các cá nhân kiếm Pi, một loại tiền kỹ thuật số của dự án. Điều khiến Pinwork khác biệt so với các loại tiền điện tử khác là cách tiếp cận toàn diện hơn. Bằng cách tải xuống ứng dụng Pinwork và đăng ký làm thành viên, bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu khai thác Pi mà không cần phần cứng đặc biệt hoặc kiến thức kỹ thuật chuyên sâu về tiền điện tử. Chỉ với một cú nhấp chuột trên điện thoại thông minh, bạn có thể trở thành một phần của mạng lưới đang phát triển nhanh chóng này. Tại sao mạng P lại quan trọng? P Network rất quan trọng vì nó cung cấp quyền truy cập vào thế giới tài chính mà trước đây không thể tiếp cận được đối với nhiều người. Theo truyền thống, tham gia đầu tư hoặc giao dịch tài chính đòi hỏi vốn ban đầu lớn, kiến thức sâu rộng về thị trường và thường có các mối quan hệ chặt chẽ. Tuy nhiên với P Network, những rào cản này đều được khắc phục Pinguốc cho phép các cá nhân bắt đầu với số vốn bằng không và chỉ bằng cách sử dụng điện thoại thông minh của họ. Điều này làm cho tiền điện tử dễ tiếp cận hơn đối với những người trước đây có thể bị cảm thấy bị gạt ra ngoài lề hệ thống tài chính thông thường. Ngoài ra, Pinguốc cũng mang đến cơ hội cho những người sống ở các quốc gia có cơ sở hạ tầng tài chính hạn chế. Ngoài các khía cạnh toàn diện, Pinguốc còn rất quan trọng vì nó mang lại sự thay đổi mô hình trong thế giới tài chính. Bằng cách tận dụng công nghệ blockchain, Peerwork đang xây dựng một hệ thống tài chính phi tập trung và minh bạch hơn, trao quyền cho các cá nhân thay vì các tổ chức tài chính lớn. Đây là bước tiến tới một tương lai tài chính dân chủ và công bằng hơn cho mọi người. Tại sao bạn nên tham gia Peerwork? Tham gia Peerwork không chỉ là đạt được lợi ích tài chính mà còn là trở thành một phần của điều gì đó lớn lao hơn chính bạn, bằng cách tham gia mạng Pi bạn đóng góp vào sự phát triển của hệ sinh thái tiền điện tử sáng tạo và toàn diện. Ngoài ra với mạng Pi, bạn có cơ hội tìm hiểu thêm về thế giới tiền điện tử và công nghệ blockchain. Bạn có thể trở thành một phần của cộng đồng đang phát triển, trao đổi ý tưởng và kiến thức với các thành viên khác cũng như tham gia vào các dự án đang thay đổi thế giới. Tham gia mạng Pi cũng mang lại cho bạn quyền truy cập và nhiều cơ hội và lợi ích khác nhau, bao gồm cơ hội mở rộng mạng lưới, học hỏi từ các chuyên gia trong ngành và thậm chí phát triển các dự án của riêng bạn trong hệ sinh thái mạng Pi. Pi Network không chỉ là một loại tiền điện tử, đó là một phong trào hướng tới tự do tài chính và hòa nhập tài chính toàn cầu. Bằng cách cung cấp quyền truy cập dễ dàng và toàn diện vào thế giới tiền điện tử, Pi mở ra cơ hội cho mọi người đạt được thành công về tài chính và trở thành một phần của tương lai tài chính công bằng và dân chủ hơn. Hãy tham gia hành trình hướng tới đỉnh cao của tự do tài chính với Pi Network và cùng nhau chúng ta sẽ đạt đến những tầm cao hơn trong hành trình tài chính của mình hãy bắt đầu tham gia và trở thành một phần của cuộc cách mạng tài chính đang diễn ra